Rồi, xin chào tất cả các em nhé. Hiếu là chủ bữa cây công trình cây giáng hương. Hôm nay Hiếu quay cái video này chia sẻ cho các anh em là Hiếu đang chuẩn bị một cái bãi cây. Cái bãi cây này là Hiếu mục đích chỉ có dâm cây đường kính 11 mét ha. Gốc nó tầm đường kính 12 cho đến 15 á. Thì cái mục đích dâm này là chỉ để bán cho các cái công trình họ cần cái cây giáng hương. Cái này là Hiếu dâm cây giáng hương nha. Họ cần cái cây giáng hương. Ở đây là Hiếu, cái bãi này là Hiếu chuẩn bị được khoảng 300 cây đang ủ đây. Khoảng 15 ngày nữa Hiếu sẽ tiến hành dựng lên để lấy tược. Mục đích là để bán cho những công trình họ cần có tược ngay, dâm khoảng 4 đến 6 tháng để có đường kính tán của nó tầm 3 mét, 2,5 mét đến 3 mét, cao tầm 6 mét, cao tổng cao của nó tầm 6 mét. Thoát thân nó thì lấy từ 2,5 mét, mình sẽ lấy từ 2,5 mét cho đến 3 mét, dành cho các cái dự án khó cần tược ngay, các dự án khó và cực khó. Số lượng cây 1.000 cây. Ở đây thì Hiếu dâm khoảng 300 cây đến 400 cây và một cái bãi nữa khoảng 4 sào, Hiếu dâm khoảng 1.000 cây. Tổng khoảng 1.400 cây. Đây là cái bãi Hiếu dự định nó dâm ở đây đây. Đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn thiếu cái cọc chống nữa thôi. Và 15 ngày nữa sẽ dựng các cái cây này để lấy tược. Và Hiếu tiến hành là che thân cho nó luôn. Che thân tới 2,5 mét. Từ dưới mặt đất lên là 2,5 mét. Mình lấy tược từ đó 2,5 mét trở lên. Đó là lý do tại sao Hiếu quay cái video này. Thì những anh em nào đang có cái dự án mà nhận được khoảng tháng 4 đến tháng 6 sang năm trồng, hiện giờ Hiếu quay là ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2019 vào lúc 16 giờ buổi chiều nha. Vào lúc 16 giờ buổi chiều Hiếu quay cái video này. Anh em nhớ là khoảng 4 đến 6 tháng nữa chúng ta sẽ có 1.400 cây đường kính 11 mét hoặc là đường kính 12 đến 15 gốc. Thì mà anh em cần là chủ đầu tư là họ cần lấy tán thì alo ngay cho Hiếu để được cái giá hấp dẫn nha. Ngoài ra những cái cây Hiếu đang dâm ở cái khu vực này là cây đường kính 10 đô mét cũng vẫn có sẵn đây, đường kính 12 đô mét và đường kính 15 đô gốc, đường kính 18 đô gốc cho đến đường kính 21-22 đô gốc. Có khoảng 500 cây đang dâm ở đây. Anh em nào cần lấy thì lấy ha. Cây đã mọc tược, mới dâm đã mọc tược sơ sơ. Mặt kia thì dâm 2 tháng. Còn những cái cây mà đang nằm ở đây thì dâm được khoảng 1 tháng hơn. Khoảng tầm tháng, 2 tháng nữa là nó sẽ xanh thôi. Rồi Hiếu sẽ tiến hành dựng cho nó thẳng để lấy tán cho nó đẹp. Đó, anh em thấy không? Ngoài cây giáng hương này thì Hiếu còn cung cấp các cái cây giáng hương hoa vàng, cây chuông vàng, cây mùa hoa anh đào, cây bàng đài loan, cây kèn hồng, cây móng bò, cây bàng đài loan, cây bằng lăng, cây vú sữa, cây me, cây me tây, cây xoài, cây lộc vừng và các loại cây công trình khác ở phía Nam. Anh em cần thì inbox cho Hiếu hoặc alo cho Hiếu qua cái số Zalo là 0933448644 hoặc số điện thoại di động Viettel là 0971055578. Để Hiếu báo giá cho anh em một cái mức giá hợp lý nhất ha. Ngoài các cái dịch vụ, ngoài cái sản phẩm là về cây trồng, cây công trình thì Hiếu còn cung cấp các cái dịch vụ như là
dịch vụ về cẩu cây ở cái khu vực Bình Long, Bình Phước, Lộc Ninh, Chân Thành, Minh Hưng, Tân Khai, Tân Hiệp, nói chung là nằm ở trong cái khu vực Bình Long này, thị xã Bình Long này, cách khoảng 30 cây số là Hiếu cung cấp cái dịch vụ cẩu cây. Ngoài ra Hiếu cung cấp cái dịch vụ trồng cây cho các cái biệt thự, các cái công ty ở trong cái khu vực phía Nam, trồng cho các nhà dân, trồng cho công ty, cái dịch vụ trọn gói hoặc là dịch vụ biệt lọt từng phần. Ví dụ trọn gói là bao sống 6 tháng 1 năm, hoặc là chỉ cung cấp cây thôi, hoặc là cung cấp cây và trồng, hoặc là cung cấp cây trồng và các cái vật tư cho cái việc trồng trọt cây đó. Ngoài ra còn cung cấp các cái phân cho các cái khu vực cây xanh, cung cấp dịch vụ tưới cho cây. Anh em nào cần Hiếu báo giá dịch vụ trọn gói hoặc dịch vụ từng phần thì alo cho Hiếu nha. Đây là một cái địa chỉ vườn ươm của Hiếu tại ấp Trà Là, xã Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Và đây là cái mặt đường quốc lộ 13 ngay Trà Là. Đây là cái bảng địa chỉ cũng như số điện thoại, website. Các anh chị em nào cần trồng cây cho gia đình, cho công ty, cho xí nghiệp, cho đường thì alo cho Hiếu qua cái thông tin ở cái bảng hiệu này nha. Chào tất cả anh em nha, chúc anh em cái sức khỏe dồi dào, làm anh phát đạt.